Thì đây là hai cuốn sách mà Ngọc Automation biên soạn. Cuốn sách đầu tiên nội dung đó chính là lập trình web server, tức là chúng ta muốn điều khiển PLC qua điện thoại rồi qua internet, qua máy tính, qua trình duyệt thì chúng ta sẽ sử dụng cuốn sách này. Còn cuốn sách này là lập trình PLC ở trên Visual Studio C Sharp ấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Web Server của Ngọc Automation. Bài giảng này chúng ta sẽ học về dữ liệu cảnh báo, ghi dữ liệu vào SQL. Vậy thì các bước thực hiện như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái bảng để mà lưu cảnh báo trong cái MySQL đó, đúng không nào? Trước hết bước 1 thì sử dụng câu lệnh sau để mà tạo cái bảng alarm mới. Chúng ta sẽ mở cái phần mềm Workbench lên. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào Workbench. Cách cài đặt cũng như sử dụng thì chúng ta đã được học ở các bài trước rồi, đúng không nào? Ở đây chúng ta sẽ tạo một cái bảng mới PLC SQL Table. Bài học trước chúng ta đã có cái PLC data rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái bảng mới bằng cách là các bạn sẽ như thế này, tắt đi. Sau đó chúng ta sẽ click vào một cái table nào đó, ví dụ như cái này mình chọn select 1000 ra để nó ra một cái query thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ copy cái đoạn code tạo cái bảng mới như thế này, các bạn sẽ copy cái này và dán vào đây. Và mình sẽ giải thích một chút, thứ nhất là tạo một cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu là SQL POC, tức là SQL POC tên cơ sở dữ liệu và cái bảng tên là alarm, tức là tự cảnh báo, với các cái cột thứ nhất là định dạng thời gian này, cột thứ hai là ID cảnh báo này, cột thứ ba là trạng thái cảnh báo này và cột thứ tư là tên cảnh báo. Như vậy thôi. Sau đó chúng ta sẽ nhấn execute, tức là cái biểu tượng chấm chết như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ refresh lại cái SQL này thì nó sẽ ra refresh lại cái table này thì nó sẽ ra một cái bảng là alarm. Các bạn có thể là select 1000 row chẳng hạn. Lúc này thì chúng ta đã có 4 cái cột, thứ nhất là thời gian, ID, trạng thái và tên cảnh báo. Như vậy là chúng ta đã tạo xong bảng rồi, đúng không nào? Sau đó chúng ta sẽ mở cái phần mềm Work, GX Work 2 để mà lập trình POC. Ở đây mình sử dụng POC Mitsubishi cho nó nhanh nhé. GX Work 2, Mitsubishi hay là Siemens đều được, Tiapaso đều được, cái nào cũng được. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái project mới, new project, và ở đây chọn sử dụng là FXCPU, FX3U cũng được. Sau đó nhấn OK. Ở đây do sử dụng là alarm cho nên là chúng ta chỉ tạo biến thôi nhé. Chúng ta chỉ tạo biến thôi. Chúng ta sẽ vào View này, chọn Dock Window để mà hiển thị Navigator này nhé. Sau đó là chúng ta sẽ vào Global Device. X0 ở đây mình sử dụng là X0 là Alarm M1, tức là động cơ cảnh báo động cơ 1. Alarm M2 cảnh báo động cơ 2. Alarm M3 cảnh báo động cơ 3. Chúng ta có 3 cái bit như vậy. X0, Alarm, X1 và X2. Các bạn sử dụng miền nhớ nào cũng được. Ở đây mình sử dụng miền nhớ X cho nó dễ thôi. Sau đó chúng ta sẽ vào Dev Watch Table 1 và chọn là X0 này, X1, X2. Đấy. Như vậy là chúng ta đã tạo xong các cái bit như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ thử chạy simulation nhé. Các bạn có thể sử dụng POC thực cũng được, POC thực cho nó nhanh, đỡ phải qua OPC. Như vậy là chúng ta đã lập trình xong PLC Mitsubishi rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo chúng ta sẽ mở cái config mxopc. Ở đây mình sử dụng Mitsubishi cho nên cũng dễ thôi. Mxopc. Và tạo cái project mới. Tạo một cái project mới nhé. Mình sẽ lưu ở đâu? Mình sẽ lưu ở mục download đi. Alarm project. MX OPC và chúng ta sẽ lưu lại cái project này và chúng ta sẽ thêm thiết bị thôi, new MX device này,
chọn config. Chọn ở đây là chọn GX Simulator 2. Sau đó chọn FX CPU và nhấn Next, nhấn Finish. Sau đó chúng ta sẽ thử kiểm tra này, context. Lúc này nó đã kết nối được, connect to PLC kết nối được thành công rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ lưu lại. Rồi lưu lại. Và thêm các tag thôi. New data tag này. Tag 1 là alarm. M1 copy cái này. X0 nhé, X0. Và cái này chúng ta chọn là 1000 mili-giây cũng được, tức là 1 giây cũng được. Sau đó new data tag X M2, X1, M3, X2, nhấn shift lại. Sau đó chúng ta đeo kính lên này. Yeah. Đấy. Chúng ta đã kết nối được với POC rồi. Bây giờ chúng ta lại mở Keepware lên. Mở Keepware lên tạo ba cái tag như thế này. Tag trong Mitsubishi thì chúng ta đã có cái project mẫu rồi. Mình sẽ mở ra này. Project mẫu của tag cho Mitsubishi nhé. Project cái bài học trước đấy. Keepware Mitsubishi, chúng ta sẽ copy cái bài học trước vào đây. Sau đó chúng ta sẽ mở cái Keepware lên. Cái này thì tùy mỗi POC thì nó sẽ có cách kết nối riêng. Và ở đây ở cái project trước thì chúng ta có tag bool, tag real, tag integer. Chúng ta xóa nó đi này. Get to all. Sau đó chúng ta lại chuột phải vào device, sau chọn property. Và ở cái mục import thì chúng ta sẽ select để mà chọn cái tag vừa tạo ở làm này. Add item, nhấn OK. Nhấn OK. Lúc này các bạn thấy là tag alarm ở trong cái dev 1 thì chúng ta sẽ kéo ra device 1. Nhớ là phải kéo ra nhé. Sau đó xóa dev 1 đi. Nhớ là phải kéo ra. Sau đó đến cái mục IoT Gateway thì chúng ta cũng phải xóa cái tag cũ và thêm tag mới. Add to item trên N1. Nhấn Apply. OK. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại. Và chúng ta re-init lại, re-initial lại. Và bây giờ chúng ta sẽ thử chạy Quick Client xem đã kết nối được hay chưa. Lúc này đã kết nối good rồi đúng không nào? Mình sẽ thử xem. Thử ở bên Mitsubishi cho nó lên 1. X1 lên 1, X0 lên 1 chứ. Thì xem Quick Client lên 1 hay chưa. Lên 1 rồi đúng không nào? Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong cái POC và Keepware rồi. Nếu mà Siemens thì các bạn cũng tạo ra ba cái tag gọi là alarm 1, M1, M2, M3 như vậy. Nói chung loại POC nào cũng ứng dụng như vậy, mục đích là để đưa ra Keepware được ba cái tag là alarm M1, M2, M3 là được. Sau đó bước 3.2 đó chính là lập trình web server. Vậy thì chúng ta sẽ code ID 1 là định nghĩa các tag trong cảnh báo. Chúng ta sẽ copy project của bài học trước nhé. Của cái bài học gọi là bài học chuyển đổi trang đi. Các bạn sẽ vào cái bài học chuyển đổi trang để mà tải cái project mẫu của cái web server. Chúng ta sẽ quay trở lại bài học chuyển đổi trang này. Thuộc tính nâng cao, sau đó vào chuyển đổi trang. Rồi chúng ta sẽ tải về cái project mẫu này. Và chúng ta sẽ chuột phải rồi tải xuống thôi. Sau khi mà tải xong thì chúng ta sẽ lưu ở cái mục download luôn. Và chúng ta sẽ mở nó ra. Ở đây là project mẫu cho web server. Chúng ta chỉ lấy project mẫu cho web server thôi nhé. Đây chính là cái mà chúng ta vừa tải về. Các cái trước thì mình sẽ xóa đi này. OK, sau đó chúng ta sẽ giải nén cái này đi, giải nén cái này để mà lấy cái project của web server. Đấy, chúng ta sẽ lấy cái web server này, copy cái này vào cái project mới của chúng ta. Và giải nén ở đây thôi. Check here.
Ok, bây giờ chúng ta đã giải nén được cái project web server rồi. Chúng ta đã xóa cái phần nén này đi. Sau đó mở cái phần mềm Visual Studio Code lên thôi. Và chúng ta sẽ chọn file open, open folder, tức là cái folder mà chúng ta vừa tạo ấy. Mục download này và project alarm web server. Select folder này chính là cái folder mà chúng ta cần lập trình. Thực chất thì hiện tại thì chúng ta đã có cái project cũ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái quay trở lại với bài học đồ thị và cảnh báo ghi dữ liệu vào SQL. Và đi đến cái mục gọi là thêm lập trình index.js thì chúng ta sẽ định nghĩa tag. Các bạn sẽ định nghĩa tag này, chúng ta sẽ tìm đến cái đoạn code là định nghĩa tag ở đây. Các bạn sẽ copy toàn bộ cái này. Copy cái này và dán vào đây. Xóa cái này đi nhé. Xóa cái phần định nghĩa tag này đi. Và dán vào đây. Các bạn thấy là có các con số thì xóa đi tại vì copy lỗi đấy. Đây chúng ta có ba cái tag là alarm M1, alarm M2, alarm M3 đại diện cho là cảnh báo động cơ 1, cảnh báo động cơ 2, cảnh báo động cơ 3. Rồi cái này thì mặc định như vậy rồi. Tiếp theo tại phần lập bảng tag và gửi dữ liệu qua trình duyệt chúng ta cũng khai báo thành function là fn tag này, function fn tag. Chúng ta đã tìm đến là function fn tag chính là cái này lập bảng tag để gửi qua trình duyệt. Chúng ta thay thế bằng cái đoạn code này, copy cái này nhé. Sau đó chúng ta sẽ xóa cái đoạn code này đi, dán vào đây. Sau đó bước tiếp theo chúng ta lại tạo hàm chức năng hiển thị cảnh báo ghi dữ liệu vào SQL. Chúng ta sẽ copy cái này. Hàm chức năng này thì chúng ta để ở dưới cùng của cái project nhé, của cái node index.js chúng ta sẽ để dưới cùng này. Đây là hàm chức năng hiển thị cảnh báo. Sau đó tạo hàm tự động xác nhận lỗi cảnh báo, chúng ta cũng copy cái này, dán vào cuối cùng. Và tiếp theo tạo hàm chức năng thêm cảnh báo áp dụng cho ba cảnh báo, nhớ là áp dụng cho ba cảnh báo thôi nhé, còn nhiều cảnh báo hơn thì các bạn sẽ phải tạo thêm. Tạo thêm như thế nào thì trong sách có viết đầy đủ rồi. Và bước 5, code ID 5 là chúng ta sẽ đưa hàm quản lý cảnh báo vào dữ liệu quét dữ liệu, đó chính là dòng lệnh 11. Dòng lệnh 11 chính là dòng lệnh này, cảnh báo quét dữ liệu. Chúng ta sẽ tìm đến cái hàm quét dữ liệu ở đâu? Đây, quét dữ liệu ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ copy toàn bộ cái này luôn. Quét dữ liệu. Chúng ta xóa cái này đi nhé. Sau đó dán lại. Quét dữ liệu xóa cái này. Các con số này xóa đi. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có một cái hàm quét dữ liệu ghi dữ liệu vào SQL này, ghi dữ liệu vào cảnh báo này. Cái này thì các bạn có cũng được mà không có cũng được, tại vì cái này nó không liên quan đến bài học là SQL insert thì chúng ta xóa cái này đi. Chúng ta chỉ có là fn alarm manage, tức là quản lý cảnh báo như thế này thôi. Và giải thích như thế nào thì mình trong sách mình đã có viết sẵn rất chi là đầy đủ cách sử dụng cũng như là thêm các cái cảnh báo. Và cơ bản là các bạn nhớ cái này này. Đối với các cái cảnh báo thì alarm ID 1, ID 2, ID 3, tức là cái bài giảng của chúng ta chỉ có 3 cái alarm cho 3 động cơ. Còn ví dụ như các bạn nhiều alarm hơn, tức là nhiều cảnh báo hơn thì chúng ta lại thêm ID 4, ID 5 đến ID N chẳng hạn. Khi mà các bạn thêm ID này thì cái này ID này cũng sẽ phải thêm. Rồi tương ứng với bảng tag là nó lấy giá trị tag nào. Rồi câu lệnh, câu cảnh báo là động cơ 1 lối, động cơ 2 lối, động cơ 3 lối, đó chính là cái câu cảnh báo ghi vào cơ sở dữ liệu nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ thử chạy này, run terminal, new terminal. Sau đó chúng ta sẽ chạy node-index.js. Trước hết thì mình sẽ cho cái này về không đã, cho cái này về không. Sau đó chúng ta sẽ chạy node-index.js nhé. Và các bạn thấy là có một cái lối như thế này, đó chính là SQL Connect is not defined, tức là chưa định nghĩa cái SQL Connect. Tại vì chúng ta sẽ đã lấy bài học là chuyển đổi trang chứ không phải là lấy cái bài học cơ sở dữ liệu. Do đó chúng ta sẽ vào cái
Bài học quay trở lại cái bài học là ghi cơ sở dữ liệu vào SQL thêm cái này. Lúc nãy mình lấy cái bài cơ sở dữ liệu thì dễ hơn, thì đỡ phải quay lại cả bước này. Chúng ta sẽ kéo xuống và thực hiện cài đặt cái gói npm là install MySQL. Cái này sẽ phải cài đặt nhé. Nếu bạn nào lấy project của cái bài học này thì không cần cài lại nữa. Chúng ta sẽ cài đặt cái này, npm install MySQL. Ok, sau khi mà cài xong thì chúng ta lại thêm một bước nữa, đó chính là khai báo My cơ sở dữ liệu, tức là phải khai báo MySQL thì nó mới chạy được, đúng không nào? Cho nên copy cái này. Ở cái project này chúng ta chưa có khai báo, do đó chúng ta sẽ phải khai báo cơ sở dữ liệu đó, tại vì chúng ta lưu cảnh báo vào cơ sở dữ liệu mà. Cái này thì bài học trước chúng ta đã được học rồi, đúng không nào? Sau đó chúng ta sẽ chạy lại node-index.js xem có lỗi nào không. Nếu lỗi thì chúng ta lại tiếp tục fix tiếp thôi. Lúc này nó sẽ không lỗi nữa. Đây, nó sẽ báo là các cái tag cảnh báo là bằng không rồi, đúng không nào? Ví dụ mình cho động cơ 1. Chúng ta trước hết thì chúng ta sẽ vào Workbench để kiểm tra. Lúc này thì chưa có cái cảnh báo nào hiện ra, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cho cái tag này lên 1. Cái tag x0 lên 1. Thì chúng ta sẽ quay trở lại Workbench để xem có cảnh báo nào chưa. Lúc này các bạn sẽ thấy là đã có một cảnh báo là động cơ 1 lỗi rồi, đúng không nào? Mình sẽ ở trạng thái y là đang incoming, tức là cảnh báo đang tới, tức là đang tồn tại, cảnh báo đang tồn tại. Còn ví dụ như cho nó về không, mình cho nó về không, nó sẽ hiển thị là io, tức là đã tồn tại và đã đi, income và outcome rồi. Lúc này nó sẽ hiển thị io. Ok chưa nhá? Động cơ 2 cũng vậy. Ví dụ như mình cho cái này lên 1, động cơ 3 cũng vậy, cho lên 1 đi. Và chúng ta vào bảng refresh lại thì nó sẽ hiển thị là cảnh báo động cơ 2 lỗi, cảnh báo động cơ 3 lỗi. Thì đây là cách để mà ghi dữ liệu cảnh báo vào cơ sở dữ liệu. Mình sẽ cho nó về 0 để cho nó hiển thị IO hết đi. Ok, như vậy là chúng ta đã cho được 3 cảnh báo IO. Đây là cách để mà ghi vào cơ sở dữ liệu các cái cảnh báo. Còn hiển thị lên web server như thế nào thì chúng ta sẽ được học ở bài học sau. Bài học hôm nay chúng ta đã hoàn thành mục tiêu rồi, đúng không nào? Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài học tiếp theo.